Con đã đi tu được 2 năm thì phải năm tông, nhưng trong lòng con vẫn còn canh cánh một chuyện nên kính mong sư giải đáp giúp con. Con là con một trong gia đình, cha mẹ đã 50 tuổi và không biết gì đến Phật Pháp. Cha con không tin vào nhân quả và rất ghét người tu hành. Khi con quyết định xuất gia thì gia đình con vẫn còn nợ tiền người khác. Nhưng vì lúc đó tâm xuất gia của con rất mãnh liệt và một lòng chỉ muốn đi tu. Dù con đã cố sống cuộc đời cư sĩ để phụ giúp gia đình, nhưng cảm thấy rất đau khổ nên con đã xin cha mẹ hãy giúp con tự trả món nợ đó để con được xuất gia theo đạo. Cha mẹ con dù rất đau khổ nhưng vì thương nên vẫn đồng ý cho con theo ý nguyện. Lúc đó con rất đau khổ vì cảm thấy bất hiếu. Nhưng con hiểu chỉ có sự tu tập tốt cho bản thân mới giúp cha mẹ chuyển hóa được phần nào nghiệp quả đang trả. Sau 2 năm tu tập thì giờ con đã hướng dẫn cha mẹ đã tin vào nhân quả, biết bố thí cúng dường, bớt sát sanh, rất kính trọng người tu và con nghe các và còn thích nghe các bài giảng về nhân quả. Dù hiện tại vẫn còn mắc nợ nhưng cha mẹ con rất hoan hỷ vì có được người con đi tu. Thưa sư, vậy việc con bỏ cha mẹ chịu khổ ngoài đời đôi khi phải thiếu thốn nhưng con hướng dẫn cha mẹ biết làm việc thiện, biết đến những lời Phật dạy thì việc con đi tu như vậy đã báo hiếu, đã báo được hiếu hay là sự bất hiếu vẫn nặng hơn? Vì con vẫn cảm thấy con đã ích kỷ và bất hiếu với cha mẹ, tâm áy náy này thường xuyên trồi lên mỗi khi con hành thiền nên kính mong sư giải đáp. Trong kinh Tạng ấy, thì báo hiếu có 3 bậc ha. Hạ, bậc trung, thượng. Thì đối với bậc hạ đó thì đây là trong Trường Bộ kinh Thi Ca La Việt. Đó là gì? Nuôi dưỡng cha mẹ. Tròn bổn phận. Duy trì duy trì truyền thống tốt đẹp, truyền thống tốt đẹp, giữ gìn tài sản thừa kế. Cha mẹ chết làm phước hồi hướng. Thì đó là báo hiếu bậc hạ. Nhưng mà báo hiếu bậc trung ấy, báo hiếu bậc trung, cái này là trong Tăng Chi Bộ Kinh, phẩm chư một pháp, chư một pháp. Nếu suy nhớ không lầm là phẩm không thể trả ơn. Đó là gì? Đức Phật nói đấy, cái chúng sanh nào á mà làm những cái việc mà bậc hạ ở trên ấy, thì vẫn chưa đủ để trả hiếu được cha mẹ. Nhưng mà nếu như làm được chuyện này thì xem như trả hiếu được cho cha mẹ nè. Cha mẹ không bỏng sẻn thì giúp cho cha mẹ biết bố thí,
ha. Cha mẹ không giữ giới thì giúp cho cha mẹ biết giữ giới. Cha mẹ tà kiến thì giúp cho cha mẹ có chánh kiến. Cha mẹ không tin tam bảo thì giúp cho cha mẹ tin tam bảo. Thì cái chúng sanh nào mà làm được bậc trung này đó thì Đức Phật nói là họ đã trả hiếu được cho cha mẹ rồi. Còn cái chuyện mà nuôi dưỡng, phụng dưỡng rồi giúp đỡ những cái ở trên mà sư nói đó thì vẫn chưa trả hiếu được cho cha mẹ đâu. Nhưng mà cái chúng sanh nào mà làm được cái bậc trung như vậy đó thì xem như là đã trả hiếu được cho cha mẹ rồi. Phật dạy ha. Vậy làm được điều trên thì đã trả hiếu được cho cha mẹ. Cho nên ấy, trong trường hợp của trong trường hợp của sư ấy thì sư đã làm được ít nhất là bậc trung rồi. Cho nên là sư không cần phải áy náy, mà theo như là Phật dạy là sư đã trả hiếu được cho cha mẹ rồi. Bởi vì sao? Bởi vì đó, cái chuyện mà mình nuôi cha mẹ, cái chuyện mà mình phụng dưỡng cha mẹ rồi làm tròn bổn phận vân vân và vân vân thì mình chỉ nuôi, chỉ giúp được cha mẹ trong đời này thôi, chứ mình không giúp được cha mẹ sanh thiên. Mà nếu như á, cha mẹ mà bỏng sẻn nè, không có biết bố thí nè, giữ không có biết giữ giới nè, có tà kiến nè, không có lòng tin nơi tam bảo nè, thì do những cái ác nghiệp mà cha mẹ làm ấy, thì mình giỏi lắm mình chỉ lo được cha mẹ đời này thôi, nhưng mà khi chết rồi cha mẹ sẽ phải đi địa ngục. Đó là lý do Đức Phật nói mình làm những chuyện đó vẫn không thể nào báo hiếu được cho cha mẹ. Còn khi mà mình giúp cha mẹ có được cái lòng hào sảng, biết bố thí, giúp cho cha mẹ biết giữ giới, giúp cho cha mẹ có chánh kiến, giúp cho cha mẹ có lòng tin nơi tam bảo, thì chính những cái điều thiện đó nó sẽ tạo nên những cái phước lành, tạo nên những cái thiện nghiệp giúp cho cha mẹ sanh thiên. Hơn nữa đó còn giúp cho cha mẹ tạo cái duyên lành đưa đến giải thoát giác ngộ. Đó là lý do mà Đức Phật bảo là cái những người như vậy đó đã trả hiếu được cho cha mẹ rồi. Cái quan niệm về đạo hiếu ở thế gian nó không giống như quan niệm về đạo hiếu mà Đức Phật đề nghị. Bởi vì đó, người thế gian họ vẫn còn u mê, người thế gian họ vẫn còn không có chánh kiến, vẫn còn vô minh. Cho nên cái quan điểm của người thế gian vẫn còn rất nhiều những cái sơ suất. Sẵn thì sư nói luôn, còn cái bậc thượng nữa. Bậc thượng là gì? Xuất gia tu tập chứng đắc đạo quả, độ cho cha mẹ thoát khổ. Thì đây là bậc thượng. Tại sao mà sư nói đây là bậc thượng? Bởi vì đó, cái trường hợp mà bậc trung ấy là mình vẫn còn là tạo duyên cho cha mẹ sanh thiên thôi, và tạo duyên cho mẹ hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Còn bậc thượng ấy, là như trường hợp Đức Phật này, như trường hợp Ngài Xá Lợi Phất, là hướng dẫn trực tiếp, nắm tay dắt đi và độ luôn cho cha mẹ chứng đắc đạo quả, thì đó là bậc thượng. Cho nên ấy, những cái vị xuất gia là những cái vị đang trên đường thực hành bậc trung để trả hiếu cho cha mẹ, và thực hành bậc thượng
để trả hiếu một cách rốt ráo. Cũng không có nên quá lo. Quý vị nên nghĩ như thế này. Khi mà chiến tranh, khi chiến tranh thì những người lính họ chỉ là những người nông dân thôi, họ bỏ cuốc, họ bỏ cày, họ bỏ lại cha mẹ già, họ bỏ lại vợ con thơ, và họ đứng dậy để họ làm một chuyện, đó là họ cầm súng để họ bảo vệ hòa bình, họ giúp cho cha mẹ không có bị khổ bởi chiến tranh. Và như vậy đó, chúng ta gọi đó là những người hy sinh, những người lính hy sinh. Và những người mẹ đó, mình gọi đó là những người mẹ Việt Nam anh hùng. Những người mà để cho con, người con đi đó, để mà hy sinh, thì mình gọi đó là những người mẹ Việt Nam anh hùng. Cũng vậy, thế gian này rất là khổ. Chúng sanh chỉ sống được có vài mươi năm thôi, và sau vài mươi năm đó, tuyệt đại đa số, trong kinh tạng, tuyệt đại đa số đi địa ngục như lời Đức Phật dạy. Chúng sanh sau khi chết, thân hoại mạng chung, đi về địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhiều như lông bò, mà chúng sanh sanh về cõi người, cõi trời ít như sừng bò. Nên tuyệt đại đa số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung là đi về những cái cõi dữ. Thì có những con người rất là hiếm hoi, họ bỏ cái đời sống hưởng dục, họ hy sinh một cái đời sống hưởng thụ vật chất để họ xuất gia, họ ly dục. Thì đó, mình gọi đó là những người chiến sĩ. Và nếu như họ hy sinh trên con đường tìm cầu giác ngộ, đưa chúng sanh thoát khỏi cái vòng trầm luân, thì mình gọi đó là những liệt sĩ. Còn những người mẹ mà đã cho cái người con của mình ấy, hy sinh cái cuộc đời để xuất gia, thì mình gọi đó là những người mẹ anh hùng. Bởi vì cái sự hy sinh để mà đưa người thân của mình thoát khỏi cái vòng trầm luân sanh tử, nó cao thượng hơn rất là nhiều so với những cái tranh chấp ở thế gian. Thành ra đó, không có việc gì mà mình áy náy, bởi vì bản thân cái việc xuất gia nó là một việc cao thượng, người bình thường họ không dễ làm đâu.